Thứ hai, chúng ta sẽ cùng đến với phương pháp staircase intonation. Thì trước đây rất là nhiều bạn được dạy là với câu hỏi WH thì chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối câu, hay là với câu hỏi yes no thì chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu. Nhưng về bản chất thì chúng ta không hiểu là tại sao lại phải lên giọng hay xuống giọng như vậy. Thậm chí là nhiều khi chúng ta thấy có những câu không hề tuân theo nguyên tắc này. Vậy thì làm sao để người bản xứ họ biết cách để có thể lên giọng hay xuống giọng như thế nào? Thì đó chính là bản chất của cái phương pháp staircase intonation này. Cách thức mà chúng ta có thể rèn luyện phương pháp staircase intonation như sau. Thứ nhất là khi bắt đầu một câu thì chúng ta sẽ bắt đầu với tông giọng thấp, hay là start low and then we go down, và sau đó thì chúng ta lại càng hạ thấp giọng thấp hơn. Sau đó thì với mỗi các cái thông tin mới thêm vào thì chúng ta lại lên giọng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào các ví dụ minh họa như sau. Thứ nhất là câu where's my car. Nếu chúng ta áp dụng một cách máy móc với nguyên tắc là xuống giọng ở cuối câu trong câu hỏi WH ở đây thì chúng ta sẽ đọc là where's my car. Đó, thế trong khi đó thì trên thực tế họ sẽ đọc là where's my car. Chúng ta sẽ cùng phân tích một chút. Where là từ đầu tiên mà bắt đầu câu thì chúng ta sẽ cố gắng là không đọc là where mà where. Ok, where. Và sau đó chúng ta hạ thấp giọng xuống where's my, không hề có thông tin mới gì cả. Đến từ car là chiếc ô tô thì chúng ta mới thấy có thông tin mới là chiếc ô tô chứ không phải chiếc bus hay là chiếc xe máy. Đó, where's my car. Chúng ta có câu tiếp theo. Why is it gone? Once again. Why is it gone? Đó, thì chúng ta sẽ thấy có sự lên xuống giọng một cách rất là tự nhiên, thay vì chúng ta cứ phải máy móc là khi nào lên, khi nào xuống. Ví dụ thứ ba thì sẽ khá là dài và chúng ta sẽ cùng quan sát như sau. Hello, my name is Zing. I'm taking American accent training. Tại sao cái từ accent ở đây nó lại được nhấn mạnh? Bởi vì nó thể hiện sự khác nhau giữa đây không phải là một khóa về writing or speaking, mà nó là một khóa về accent training, American accent training. Tiếp theo, there's a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. Đã như vậy thì các bạn có thể thấy là với những từ khóa hay là những thông tin mới được thêm vào thì họ đều lên giọng. Chúng ta sẽ cùng thực hành lại một lần nữa nhé. Hello, my name is Zing. I'm taking American accent training. There's a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có 3 câu thực hành như sau. Trong quá trình nói tự nhiên thì khi nào chúng ta có thêm thông tin mới thì chúng ta mới lên giọng, còn bình thường thì chúng ta cứ xuống giọng thôi. Câu thứ nhất, bắt đầu từ John và sau đó thì chúng ta sẽ xuống giọng và lên giọng ở những thông tin mới. John went to, okay? Apple Store, thông tin mới. To buy a new iPhone, it cost him $1,000. Đó, thế thì chúng ta có thể thấy rằng chỉ khi có thông tin mới thì chúng ta mới lên giọng. John went to Apple Store to buy a new iPhone. It cost him $1,000. Câu tiếp theo, how many students are there in your class? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phân tích. Đầu tiên là những cụm từ quan trọng và có thông tin mới. Oh, how many students? Và những từ không quan trọng, are they in your class? Thì các bạn có thể thấy từ class ở đây thì cũng hơi được nhấn. Câu tiếp theo là một câu hỏi yes, no. Bây giờ chúng ta sẽ thấy xem là chúng ta nên nhấn ở đâu. Are you good at coding? Thì bạn có giỏi coding không? Các bạn có giỏi lập trình không? Thế thì nếu mà chỗ này chúng ta xuống giọng hết thì không biết là giỏi về cái gì cả. Are you good at coding? Vậy thì chúng ta nhấn ở cái chỗ cần nhấn, là cái chỗ mà bổ sung thêm thông tin ấy. Đó, vậy đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là với câu yes no thì phải lên. Lên là bởi vì là chỗ này có thông tin quan trọng. Are you good at coding? Thay vì nếu mà chúng ta xuống giọng ở cuối câu này, are you good at coding? Khi đó thì cái thông tin bạn cần đưa ra thì bạn lại nói rõ là nhỏ, thế thì làm gì có ai nghe thấy. Từ đây thì mình hy vọng là các bạn đã hiểu được những các cái nguyên tắc mà bình thường chúng ta học vẹt thì cơ sở của nó do đâu, và chúng ta có thể áp dụng những nguyên tắc này để chúng ta có thể nói tiếng Anh một cách tự nhiên và trôi chảy.